tại bất kỳ thời điểm nào, ngoại hạng Anh vẫn luôn là giải đấu được chú ý nhiều nhất bởi tính khắc nghiệt cùng với dàn sao số chơi bóng ở đây. Hiện tại trong kỳ chuyển nhượng hè này không ngoại lệ, khi người hâm mộ theo dõi từng ly từng tí, nhất cử nhất động của thị trường chuyển nhượng tại xứ sương mù. Bởi nơi đây luôn là bến đỗ tiềm năng cho những sao lớn và cũng là nơi mà những câu lạc bộ chi rất nhiều tiền để mua sắm. Cũng vì những điều đó, khi mà mùa giải mới bắt đầu, ngoại hạng Anh cũng có rất nhiều điều mới mẻ, đặc biệt từ những câu lạc bộ mới lên hạng cho đến những gương mặt tân binh cặp bên giải đấu, nhà tài trợ, bản quyền truyền hình. Tất cả sẽ cùng nhau tạo nên một mùa giải đầy hứa hẹn. Và hôm nay, sau khi cùng cảm sâu, tìm hiểu tất tần tật về Premier League 2022-2023. Giới thiệu chung, Premier League 2022-2023 sẽ là mùa giải thứ 31 của Premier League và là mùa giải thứ 124 của bóng đá cấp cao nhất nước Anh. Ở mùa giải sắp tới, Manchester City vẫn là nhà đứng kế vô địch với thành tích 2 lần liên tiếp. Mùa giải tiếp theo vẫn sẽ có 38 vòng đấu với 20 câu lạc bộ tranh tài. Nhiều chuyên gia dự đoán mùa giải sắp tới sẽ là một trong những mùa giải có biến động nhất trong lịch sử ngoại hạng Anh khi có rất nhiều sự thay đổi, đặc biệt do chịu tác động từ kỳ World Cup diễn ra vào cuối năm. Thay 5 người một trận. Một điểm mới kể từ mùa giải tới đây là việc các câu lạc bộ sẽ có thể thực hiện 5 lần thay vì 3 lần thay đổi người trong một trận đấu. Trong 2 năm qua, các câu lạc bộ ở Premier League đã có ít nhất 2 lần bỏ phiếu chống lại luật thay thêm 2 người từ 3 lên 5. Trong bối cảnh nhiều giải vô địch quốc gia châu Âu, thậm chí ở Champions League, việc thay 5 người đã là thói quen bóng lăn kể từ khi trở lại sau Covid-19. Nhưng tại nước Anh, điều này vẫn còn xa xỉ. Tuy nhiên kể từ cuối tháng 3 năm ngoái, một thứ đã thay đổi khi 14 trên 20 câu lạc bộ muốn được thay 5 người mỗi trận. Một trong những người gay gắt nhất về nhu cầu này chính là Jurgen Klopp, huấn luyện viên người Đức, muốn sớm đưa trở lại luật này vì ông cho rằng nó là một trong những bước tiến mới của bóng đá thế giới. Cũng giống như các giải đấu khác, năm sự thay đổi người chỉ được phép tiến hành trong 3 lần thay, không tính thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Điều này giúp cho trận đấu tránh bị thường xuyên ngắt quãng. Việc Premier League áp dụng thay 5 người mỗi trận được kỳ vọng sẽ giúp cho các đội bóng có thể dưỡng sức một số trụ cột trong bối cảnh lịch thi đấu ngày một dày đặc. Những đội nào lên xuống hạng? Ngoại hạng Anh 2021-2022 đã chứng kiến những cuộc ganh đua kịch tính nhất trong lịch sử, trong đó Newcastle là cái tên đã trụ hạng ngoạn mục cho dù khởi đầu là 14 vòng đấu không biết đến mùa chiến thắng. Ba cái tên phải xuống hạng là Norwich, Watford và Burnley. Leeds United và Everton đã thoát hiểm nhờ có chiến thắng ở một trong hai vòng đấu cuối cùng, trong khi Burnley liên tục gây thất vọng. Đội chủ sân Turf Moor thậm chí có hiệu số tốt hơn so với Southampton, đứng thứ 15. Thế nhưng số trận hòa quá nhiều cùng với số bàn thắng hạn chế không đủ giúp câu lạc bộ trụ lại ngoại hạng Anh. Trước đó, huấn luyện viên Sean Dyche cũng nói là chia tay Burnley sau nhiều năm gắn bó. Những năm gần đây, hai câu lạc bộ Norwich và Fulham thay phiên nhau lên và xuống hạng. Và mùa giải sắp tới đây cũng không có nhiều khác biệt. Fulham trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh cùng với Bournemouth ở hai vị trí dẫn đầu giải hạng nhất. Cái tên còn lại đó là Nottingham Forest sau khi đánh bại Huddersfield Town ở trận chung kết playoff. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này đến từ pha phản lưới nhà của Levy Colwill. Như vậy sau 23 năm, đội chủ sân City Ground mới được nếm mùi ngoại hạng. Huấn luyện viên nào mới? Cho tới thời điểm hiện tại, tương lai của các huấn luyện viên tại những câu lạc bộ Premier League khá ổn định. Những gương mặt cầm quân mới lần đầu xuất hiện tại Premier League mùa tới có lẽ chỉ có Erik ten Hag và ba huấn luyện viên của ba câu lạc bộ vừa lên hạng là Marco Silva đang dẫn dắt Fulham, Scott Parker đang dẫn dắt Bournemouth và cuối cùng là Steve Cooper đang dẫn dắt Nottingham Forest. Hãy cùng tìm hiểu sơ lược về bốn huấn luyện viên này. Erik ten Hag, cái tên được nhắc đến quá nhiều từ nửa cuối mùa giải trước cho đến nay. Sinh năm 1970, Erik ten Hag không mấy tiếng tăm trong sự nghiệp cầu thủ. Ông từng là một trung vệ, chơi cho các câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, nhưng chưa bao giờ được gọi lên tuyển quốc gia. Tuy nhiên, điều khiến Erik ten Hag trở nên nổi tiếng là nhờ màn trình diễn của Ajax tại đấu trường Champions League. Huấn luyện viên này đã đưa đội chủ sân Johan Cruyff Arena trở lại với hình ảnh một đội bóng tấn công công hiến và đầy sức mạnh. Ấn tượng nhất là tại Champions League 2018-2019 khi Ajax đã loại được Real Madrid và chỉ chịu khuất phục ở bán kết trước sự xuất sắc của Tottenham Hotspur. Tiếp đến là Marco Silva. Huấn luyện viên này được mệnh danh là người đặc biệt mới tại ngoại hạng Anh khi ông có cùng quốc tịch Bologna với Mourinho và tính cách của vị huấn luyện viên này cũng không kém cạnh Mourinho. Marco Silva chỉ mới 44 tuổi nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc cầm sao bàn, đặc biệt là tại ngoại hạng Anh. Khi ông từng dẫn dắt Watford và Everton, nên sẽ chẳng có gì quá khó để vị huấn luyện viên người Bồ giúp Fulham thích nghi tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh vào mùa sau.
Tiếp đến là huấn luyện viên của Bournemouth, Scott Parker. Vị chiến lược gia 41 tuổi cũng vừa bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình khi dẫn dắt Fulham vào tháng 2 năm 2019 và giúp câu lạc bộ thành London giành được suất thăng hạng từ Championship ngay mùa giải đầu tiên nắm quyền. Dẫu không thể giúp Fulham trụ lại sân chơi cao nhất nước Anh, nhưng Scott Parker vẫn được đánh giá cao về chiến thuật lẫn cách xây dựng lộ trình hiệu quả. Cựu tiền vệ này chính thức dẫn dắt Bournemouth vào mùa giải 2021 vừa rồi và thành công ngay lập tức khi đưa đội bóng thăng hạng. Cuối cùng là Steve Cooper, người đã giúp Nottingham Forest thăng hạng sau 23 năm. Steve Cooper sinh năm 1979 tại Pontypridd, Wales. Ý thức được rằng mình không thể vươn tới cấp độ cao nhất khi làm cầu thủ, Steve Cooper đã bắt đầu sự nghiệp đào tạo trẻ khi chỉ mới 19 tuổi tại Wrexham, câu lạc bộ đầu tiên ông khoác áo. Đến năm 2008, huấn luyện viên người Wales tới huấn luyện đội trẻ của Liverpool. Năm 2019, Steve Cooper có cơ hội lần đầu dẫn dắt một câu lạc bộ khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Swansea. Vị huấn luyện viên 42 tuổi trải qua hai mùa giải cùng Thiên Nga Đen và suýt chút nữa giúp đội bóng này lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh vào năm 2021. Steve Cooper chia tay Swansea vào mùa hè 2021 và lập tức được bổ nhiệm dẫn dắt Nottingham Forest vào tháng 9 cùng năm. Ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt siêu quỷ đỏ, Steve Cooper đã giúp Forest trở lại Ngoại hạng Anh sau 23 năm. Những tân binh, dù thị trường chuyển nhượng hè vẫn còn chưa chốt sổ, nhưng tính đến nay đã có rất nhiều tân binh đắt giá cập bến Premier League. Có thể điểm qua một vài tân binh chất lượng như Sam Johnstone từ West Brom đến Crystal Palace theo nhà chuyển nhượng tự do, Stefan Ortega từ Armenia Bielefeld đến Manchester City theo dạng tự do, Matt Turner từ New England đến Arsenal với 6,4 triệu euro, Taiwo Awoniyi từ Union Berlin đến Nottingham Forest với 20 triệu euro, Sven Botman từ Leeds đến Newcastle với 37 triệu euro, Armen Delacroix từ Bochum đến Southampton với 10 triệu euro, Marc Roca từ Bayern Munich đến Leeds United với 12 triệu euro, Fabio Vieira từ Porto đến Arsenal với 40 triệu euro, Darwin Núñez từ Benfica đến Liverpool với 100 triệu euro, Ivan Perisic cặp bên Tottenham Hotspur theo dạng chuyển nhượng tự do, Brandon Aronson từ Red Bull Salzburg cặp bên Leeds United với 32,5 triệu euro, Diego Carlos từ Sevilla gia nhập Aston Villa với 31 triệu euro, và cuối cùng là thương vụ làm mưa làm gió Erling Haaland chuyển từ Dortmund đến Manchester City với 75 triệu euro. Và dĩ nhiên danh sách này sẽ còn kéo dài nữa cho đến khi mùa giải mới bắt đầu. Bản quyền truyền hình. Bản quyền truyền hình Premier League luôn được coi là miếng bánh béo bở mà bất cứ nhà này nào cũng muốn sở hữu. Do đó ban tổ chức cùng các câu lạc bộ đã nhóm họp và cơ bản đã đi đến thống nhất số tiền mà các đơn vị phải trả. Theo đó, Premier League dự kiến thu về 15 tỷ bảng, khoảng 459.000 tỷ đồng từ bản quyền truyền hình trong 3 mùa giải từ 2022 đến 2025. Trong đó có 5 tỷ tiền bản quyền truyền hình quốc nội, còn 10 tỷ đến từ các quốc gia ngoài Liên hiệp Anh. Cụ thể, Sky, BT, Amazon và BBC sẽ phải trả tổng cộng 5 tỷ bảng cho quyền phát sóng trực tiếp cũng như các video highlight trong 3 mùa kế tiếp. Nhưng dường như nó chẳng là gì so với các gói mà Premier League đã ký kết với các nhà đài nước ngoài, nơi mà họ được chia hơn 10 tỷ bảng, tức tăng 9 tỷ so với giai đoạn 2019-2022. Mỹ được xem là thị trường hấp dẫn nhất khi nhà đài NBC đã trả 1 tỷ đô cho các gói từ năm 2016 đến 2022 và họ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ Disney, Warner Media và CBS. Premier League cho biết họ sẽ đút túi ít nhất 1,1 tỷ bảng trong 6 năm tới cho doanh thu tại Mỹ. Nhưng với một vòng đấu thầu khác trong tương lai, chuyện mức thu này có thể tăng hơn 50% là việc gần như được đảm bảo. Một cuộc chiến khốc liệt khác đang diễn ra tại Australia, nơi mà Optus phải tham gia vào cuộc đấu thầu có Stan Sport, Paramount Plus và Amazon. Chi phí có thể tăng hơn 60%, từ 27 triệu bảng một năm lên thành 44 triệu bảng. Trong khi đó, nhóm Nordic Entertainment Group sở hữu bản quyền ngoại hạng Anh ở 4 nước Bắc Âu là Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển cũng phải bỏ ra hơn 2 tỷ bảng để mua bản quyền trong 6 năm. Họ cũng sở hữu quyền phát sóng tại Hà Lan, Ba Lan, Estonia, Lithuania và Latvia với giá trị hàng trăm triệu bảng. Trong một thỏa thuận khác được tiết lộ, beIN đã nắm quyền phát sóng tại Trung Đông với 123 triệu bảng một năm trong 3 mùa tới. Trong khi đó, Canal Plus sẽ tiếp tục có bản quyền Premier League để công chiếu ở Pháp, Cộng hòa Séc và Slovakia với mức phí 89 triệu bảng một năm. Ngoài ra, ban tổ chức Premier League cũng bán được bản quyền cho các quốc gia khác như Đức,
với bảng Sky Đức, Ý với Sky Italia, Tây Ban Nha với DAZN, Bồ Đào Nha, Eleven Sports và Bỉ với Telenet. Trong khi ở Việt Nam, đài truyền hình Ca Cộng sở hữu độc quyền bản quyền ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2019 đến 2022 và giá không tiết lộ, nhưng được cho và rơi vào khoảng 37 triệu bảng. Hết mùa giải này, Apple Play có thể nhảy vào cạnh tranh với Ca Cộng khi mua gói bản quyền ngoại hạng Anh 3 mùa từ 2022 đến 2025. Các thành phố có độ tham dự. Hệ thống bóng đá của nước Anh phát triển theo hình sơ đồ kim tự tháp. Càng ở các giải đấu cấp thấp thì càng có nhiều câu lạc bộ tham gia thi đấu, và đương nhiên điều đó cũng khiến cho các thành phố ở Anh có rất nhiều đội bóng. Nhưng chỉ Premier League mới là nơi tập hợp những đại diện ưu tú nhất. Vậy thì hãy cùng điểm qua danh sách 20 câu lạc bộ góp mặt ở mùa tới đây để xem họ đến từ những thành phố nào. Đầu tiên hãy bắt đầu với thủ đô London. Đây là nơi có nhiều đại diện góp mặt nhất mùa tới, với có đến 9 đội bóng trong tổng số 20 câu lạc bộ tham dự. Những cái tên đó gồm Arsenal, Brentford, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham Hotspur và West Ham. Tiếp theo không thể không nhắc đến thành phố cảng sầm uất Liverpool, nơi có hai câu lạc bộ gần kề bên nhau là Liverpool và Everton. Một cặp kỳ phùng địch thủ khác cũng đến từ cùng một thành phố, đó là Manchester với United và City. Một số đội bóng khác ở các thành phố riêng lẻ có thể kể đến như Aston Villa, đại diện thành phố Birmingham, Bournemouth, đại diện cho thành phố Bournemouth, Brighton ở thành phố Farmer, Leeds United ở thành phố Leeds, Leicester City ở thành phố Leicester, Newcastle ở thành phố Newcastle, Nottingham Forest ở West Bradford, Southampton ở Southampton, và cuối cùng là Wolverhampton, cũng ở thành phố Wolverhampton. Nhà tài trợ ảo đấu. Nhà tài trợ chắc chắn cũng là một trong những yếu tố được nhiều người hâm mộ quan tâm vào lúc này, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của câu lạc bộ. Ngoài ra, người ta còn nhìn vào các nhà tài trợ để đánh giá sức hút truyền thông của câu lạc bộ đó. Đầu tiên, với nhà đương kim vô địch Manchester City, các nhà tài trợ ao đấu và giày của họ là Puma, Etihad Airways và Nissan Thai. Đội bóng cùng thành phố là Manchester United có 3 nhà tài trợ là Adidas, TeamViewer và DXC Technology. Nhà tài trợ của Arsenal là Adidas, Emirates và Visit Rwanda. Một câu lạc bộ khác đến từ London là Chelsea cũng có 3 nhà tài trợ, đó là Nike, Three, Wellfin. Và cuối cùng đội bóng tại London nằm trong Big Six là Tottenham Hotspur, sẽ nhận được sự tài trợ từ Nike, AIA và Shin. Đội bóng cuối cùng nằm trong Big Six là Liverpool, với nhà tài trợ cho đội bóng thành phố cảng là Nike, Standard Chartered, Expedia. Các đội bóng ngoài Big Six dù ít tên tuổi hơn, những nhà tài trợ của họ cũng lắm tiền nhiều của không kém cạnh gì 6 đội kể trên. Với Leicester City, mùa tới họ sẽ đồng hành với Adidas, FPS và Bi Sài Gòn. Aston Villa sẽ có các đối tác là Castore, Kazu, OB Sport. Với Brentford, họ có Umbro, Hollywood Bass và Safety Counter. Tiếp theo là Brighton, nơi mà những người đại thọ của họ là Nike, American Express và SneakerUK.com. Crystal Palace sẽ có Macron, Sins và Mukuru. Với Everton, câu lạc bộ này sẽ có nhà tài trợ là Hummel, Steak.com và Nun. Đối với Leeds United, họ có Adidas, TBA và World Mobile. Đội bóng của ông chủ giàu nước nước Anh Newcastle sẽ bao gồm các nhà tài trợ Castore, Fun ATA và Nun.com. Tiếp đến là Southampton. Mùa tới họ sẽ được đồng hành với Hummel, Sportbet.io và Virgin Media. West Ham là đội bóng đã gây ấn tượng rất lớn vào mùa vừa rồi. Sắp tới họ sẽ tiếp tục bắt tay với Umbro, Betway và Scope Market. Wolverhampton sẽ nhận được sự tài trợ từ Castore, AstroPay và 12bet. Cuối cùng, chúng ta hãy đến với 3 nhà tài trợ của 3 câu lạc bộ mới vừa thăng hạng. Với Bournemouth, họ sẽ đồng hành cùng Umbro, Alphabet và TBA. Fulham với Adidas, TBA và World Mobile. Câu lạc bộ cuối cùng thăng hạng mùa này là Nottingham Forest với hai nhà tài trợ chính là Macron và Foxtea. Như đội bóng nào chỉ có đội trưởng? Đội trưởng của các đội bóng hiện tại đa phần đều nằm trong cơ cấu sẵn từ mùa trước. Riêng chỉ có Arsenal lúc này chưa tìm được đội trưởng chính thức do Lacazette đã rời đi. Nhiều khả năng người sẽ nhận trọng trách này là Granit Xhaka. Manchester City cũng chưa bổ nhiệm đội trưởng mới sau khi Fernandinho ra đi. Tất nhiên, người có thể mang tấm băng thủ của mùa sau là Kevin De Bruyne hay Ruben Dias. Manchester United cũng là câu lạc bộ đang loay hoay
trong vấn đề tìm chủ nhân của tấm băng thủ quần mới. Harry Maguire chắc chắn sẽ không còn đủ sự tín nhiệm để nhận trọng trách này. Ngoài ra, Newcastle cũng là một trong những câu lạc bộ chưa tìm ra đội trưởng chính thức. Nhiều khả năng sau khi bổ sung đủ tân binh, họ mới bắt đầu bầu chọn người được tín nhiệm nhất. Lịch thi đấu. Ngày 16 tháng 6, Ngoại hạng Anh đã công bố lịch mùa giải 2022-2023 với những điều chỉnh để phù hợp với World Cup. Giải đấu cao nhất xứ sương mù sẽ khai mạc từ ngày 6 tháng 8. Các đội sẽ đá đến ngày 12 tháng 11 để kết thúc giai đoạn 1, tạm nhường sân chơi cho World Cup. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 và kết thúc muộn hơn thông lệ khoảng 1 tuần, vào ngày 28 tháng 5 năm 2023. Theo đó, các trận đấu dồn dập mang thương hiệu của Ngoại hạng Anh vào ngày Giáng sinh và đầu năm mới sẽ được cắt giảm để những cầu thủ có thời gian phục hồi thể lực sau khoảng thời gian phục vụ tại World Cup. Lịch thi đấu của giai đoạn này chỉ bao gồm 3 trận đấu vào ngày 26 tháng 12, tức ngày Boxing Day, ngày 31 tháng 12 và ngày 2 tháng 1. Trước đó, lo ngại những sự cố có thể xảy ra ở vòng đấu cuối trước khi đội tuyển Anh bay sang Qatar, nên Gareth Southgate đã đề xuất FA yêu cầu ban tổ chức Ngoại hạng Anh không được sắp lịch thi đấu cho nhóm Big Six ngay trước thềm World Cup. Ý tưởng này đã được thông qua. Các trận đấu cuối cùng của Big Six sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 11. Các trận đấu của 6 đội bóng trên ở lượt trận cuối cùng trước kỳ nghỉ dài vào ngày 12 tháng 11 sẽ được tạm hoãn sang ngày khác. Ở trận khai mạc mùa giải, Arsenal sẽ có chuyến làm khách trên sân Crystal Palace. Đội bóng được xem là một trong những nguyên nhân khiến pháo thủ đều tụt mất tấm vé Champions League trong những vòng đấu cuối cùng. Trong hai trận đấu đầu với đội bóng cùng thành phố mùa trước, Arsenal chỉ kiếm được một điểm. Tâm điểm của vòng đấu đầu tiên là cuộc đọ sức giữa West Ham và Manchester City. Trong khi đó, bốn câu lạc bộ còn lại trong Big Six sẽ có ngày ra quân tương đối nhẹ nhàng. Liverpool làm khách đến sân của tân binh Fulham, trong khi Tottenham Hotspur đón tiếp Southampton trên sân nhà. Man United sẽ đón tiếp Brighton tại Old Trafford, trong khi Chelsea sẽ làm khách của Everton. Có thể thấy sức nóng của Ngoại hạng Anh chưa bao giờ thuyên giảm. Cho dù đó có là một chuyển nhượng, thì giải đấu này vẫn có thứ ma thuật gì đó luôn hấp dẫn người hâm mộ. Mùa giải 2022-2023 sắp tới đây cũng không ngoại lệ. Thậm chí trước những điều chỉnh và dàn tân binh chất lượng cặp bên giải đấu, thì chắc chắn vẫn sẽ là một mùa giải bùng nổ và chúng ta sẽ không thể nào bỏ lỡ cho đến những vòng đấu cuối cùng.